hạ bại tướng. Mãi mãi đánh không phải lại ta đâu. Ta cho công lịch tiếng hả? Hả? Người luyện công, luyện tới câm luôn rồi sao? Ta tin chắc là ngươi đã luyện công thần công ở trong Quỳnh Hoa Bảo Điển rồi. Hả? Hả? Như vậy là ngươi đã biến thành rồi. Mở ra đi. Quỳ qua bữa điểm. Hôm nay thọ đáng có nhà người, bổn tỏ tặng bữa điện cho nhà người làm quà sinh nhật. Hả? Giáo chủ ngài lo muôn chuyện, vẫn còn nhớ tới thuộc hạ. Thuộc hạ rất vui vẻ trong lòng. Quỳ qua bữa điểm là chí bảo võ lâm, xưa nay chỉ truyền cho tân giáo chủ. Thuộc hạ không dám nhận. Bao năm qua nhờ nhà người tận tâm xử lý giáo dục cho bản giáo chủ, bản tọa mới có thể tu luyện khắc tinh đại pháp. Đúng như cái câu danh bất chánh, ngôn bất luận, bổn tọa cho phép nhà người làm giáo chủ thay thế cho Nhật Nguyệt thần giáo. Từ nay người có việc yên tâm nơi tu luyện Quỳnh Hoa thần công kia. Thiện tai, thiện tai, vạn vật đều có sanh mạng, tại sao cô nương lại quỷ nó? Tôi chỉ đưa hoa sen tới bến Bình An. Chết là một thứ lẫn trốn, trí tuệ mới là cái đà khai ngộ. Cô nương còn không hiểu rõ cái ý của lão nạp hay sao? Kêu tôi tới đây xem hoa sen, muốn cho tôi hiểu rõ. Làm người cũng giống như hoa sen vậy, gần bùn chẳng tanh mùi bùn. Ở trong mắt của lão, cô nương giống hệt như một thứ hoa sen. Nhưng mà trong mắt của tôi, ông chỉ là thứ bùn đất ở trong cái hồ sen này thôi. Tiểu hòa thượng, tao nói sư phụ của người là đống đất, ngươi cười cái gì? Sư phụ tâm vô tạp niệm, giống hệt như hoa sen trong đầm. Trong mắt của sư phụ đã coi cô nương như đóa hoa sen, nhưng cô nương lại coi sư phụ tôi như là đống đất, cho nên cô nương chính là ngươi. Đại sư, vấn đề của ông tôi đã trả lời rồi, bây giờ tôi đi thăm lĩnh hồ đại ca. Cô nương xin dừng bước. Cô nương đầy vệ trí hơn người, nhưng không thể nào quên đi trần tục, vì vậy cần phải tìm tu Phật pháp. Hòa thượng già, ngươi nói không giữ lời. Lão nạp chỉ thực hiện lời hứa 10 năm giữa hai chúng ta mà thôi. Ta không có quên. Ta chỉ muốn gặp mặt ảnh một lần.
thì ta mới yên tâm. Xem ra cô nương còn chưa hiểu được tấm lòng của lão. Lệnh Hồ Thiếu Hiệp đã bị cái vết thương trăm năm hiếm có, trong thời gian dưỡng thương không thể đụng tới thất tình lục dục. Nếu như cô nương kiên trì như vậy thì hẹn ước của chúng ta đành phải hủy bỏ. Ông là kẻ xuất gia, là uy hiếp ta. Thiện tài, thiện tài, cô nương hãy ở trong chùa này tĩnh tâm đọc kinh Phật 10 năm để tiêu trừ ma chướng ở trong lòng. Đại sư, người xuất gia biết nghĩ cho người khác lắm. Ta giờ Lĩnh Hồ đại ca có lẽ mãi mãi không gặp nữa. Xin đại phát từ bi, cho ta gặp ảnh lần cuối đi. Mong cô nương hãy hiểu rõ khổ tâm của lão nạp. Đại sư, không lẽ muốn ta đau khổ suốt đời? Đó là điều kẻ tu hành nên làm sao? Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Đại sư, tôi xin ông, cho tôi gặp Lệnh Hồ đại ca đi. Kêu tôi làm cái gì cũng được hết. Tôi đang nghĩ ông, tôi hứa với ông, nếu như tôi thua, tôi sẽ không gặp Lệnh Hồ đại ca nữa. Nếu bằng không, tôi sẽ quỳ mãi không đứng dậy. Đại sư. Được rồi, tôi cho cô làm thêm một việc nữa. Cô nương có biết cái nguyên cớ tại sao lại phải ở trong chùa 10 năm không? Ông muốn tôi thâm hiểu Phật lý. Tụng kinh niệm Phật, đó là pháp môn để nhập đạo. Lão nạp hy vọng cô nương có thể nghiên cứu kinh Phật, tham hiểu Phật lý. Vì vậy lão nạp hy vọng cô nương có thể học những điển tích trong tàng kinh các. Đọc hết tất cả kinh Phật trong đó. Điều đó đơn giản thôi, 3 ngày là ta có thể đọc hết tất cả kinh Phật. Lão nạp ngày xưa chỉ đọc kinh Kim Cang thôi mà phải tốn hết 3 năm. 3 năm? Bản cô nương chỉ cần 1 tháng thôi là có thể thuộc lòng hết tất cả kinh thư ở trong chỗ này rồi. Hơn nữa không sót một chữ. Nếu như đọc sai nửa câu, ta nguyện ở lại Thiết Lâm Tự. A-di-đà-phật, cô nương quả nhiên thông huệ hơn người. Nếu như ta có thể đọc thuộc hết tất cả kinh văn ở đây thì đại sư, ông phải giữ lời hứa, không được nuốt lời đó nha. Lão nạp xin hứa với cô nương. Đại sư, nhớ lời hẹn của chúng ta. Ngày này tháng sau, ông hãy trở lại đây. Đừng có làm tôi trễ giờ gặp mặt Lệnh Hồ đại ca đó. Có chuyện gì? Lệnh Hồ thí chủ xin gặp. Mau mời. Dạ, Lệnh Hồ thí chủ mời. Đại sư. Dạ, bối tới đây cảm ơn cứu mạng của đại sư. Ê, thiếu hiệp miễn lễ, đứng dậy đi. Không cần phải cảm ơn tôi. Sau hơn 3 tháng điều dưỡng, lão nạp tạm thời dằn được căn bệnh của thí chủ. Lão nạp truyền chân khí vào cơ thể của thí chủ, chỉ có thể tạm thời giữ được mạng sống. Một ngày nào đó chân khí ở trong cơ thể nổi lên, chắc chắn chấn động kinh mạch và thí chủ sẽ qua đời. Giàn bối đã đặt sống chết ra ngoài tầm tay rồi. Nếu mà như vậy, thiếu hiệp không phải giống như là tin đồn, là một người cứng đầu. Thiếu hiệp thông huệ hơn người. Hiếm có, hiếm có. Tuy nhiên, nội thương của thiếu hiệp nếu như mà muốn lành lại, chỉ có một cách thôi, đó là phải luyện tâm kinh. Đại sư cho biết đại hạ có duyên có thể tu luyện căn kinh của Thiếu Lâm. Thiếu hiệp là người có duyên mà. Đa tạ đại sư. Nhưng mà từ Đạt Ma sư tổ tới giờ, võ lâm của Thiếu Lâm không có truyền cho người ngoài. Nếu như muốn luyện dịch căn kinh, nhất định phải trở thành đệ tử của Thiếu Lâm mới được. Đa tạ lộc tốt của đại sư. Giảng bối là đệ tử của Hoa Sơn, tuyệt đối không bao giờ vì mạng sống để rồi quay về Thiếu Lâm và một phái khác. Ê, không lẽ thiếu hiệp không biết lệnh sư nhạc trưởng môn đã công cáo thiên hạ trục xuất thiếu hiệp ra khỏi Hoa Sơn rồi hay sao? Hãy xem đi. Phản đồ bản phái Lệnh Hồ Xuân tính tình ngạo quý, nhiều lần phạm mưu quy,
nay thực xuất hiện đồ đã khỏi muộn phái. Sư phụ, khổ ải vô biên, hồi đầu thị ngạ, hiếu lâm nguyên độ người cửu duyên. Đại sư, giảng bối nếu như bị phật sư môn thì còn mặt mũi nào để phải quay về những nghiệp môn phái khác chứ? Lộc tốt của đại sư đi, giảng bối thật vô cùng cảm kích. Đại sư cáo từ. A-di-đà Phật. Lão nạp nghe nói một thoáng qua, cô nương không nói, không nghĩ, chú tâm học Phật. Vì muốn gặp Linh Hồ đại ca, bao nhiêu gian khổ tôi cũng không ngại. Cô nương quả nhiên dụng tình chí thâm. Đừng có chậm trễ. Khảo nghiệm của ông được cho tôi, bây giờ bắt đầu. Nhị thời vô cấm ý, Bồ Tát tức tòng tòa khởi, trong lúc phiến đàm, chấp tay hướng Phật, thề với Phật: Chí Tôn, Quan Thế Âm Bồ Tát có ân duyên gì, tại sao lại đặt tên Quan Thế Âm? Quan Âm chí tâm thính nhiều thuyết, Địa Tạng vô tâm vô tri âm, Bá Thiên Vạn Thiết Phổ Bất Trung, Quảng Thiên Đại Sư Như Thế Phật, Địa Tạng danh tự nhân nhục nhấn, đầu biết kiềm tướng chim ly giả, tương quan y phục ẩm thực phong, cung dương bá vàng tống diệu dược. Quan Thế Âm Bồ Tát hành thân la mật đa từ lâu, chiêu tận ngũ dẫn giai không, độ tất cả tội ác, xóa lợi tưởng bất dị sông, trung bất dị sắc, sắc tức thị phong, không tức thị sắc, tu tâm hành thiền. Đại sư, cô nương mấy ngày qua không nghỉ không ngơi, cho nên mệt mỏi quá độ, vì vậy ngất xỉu.
Đợi cô nương hoàn toàn lành bệnh, cuộc hẹn ước hai chúng ta mới bắt đầu trở lại. Khỏi cần. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa hoàn tất quyển Ban Mật Đa Tâm Kinh. Thật ra là ý trời. Ngày xưa tôi mong mỏi nhiều quá. Cho dù có thể đọc hết tất cả kinh văn, cũng không hiểu được cái lý lẽ của Phật môn. Đại sư, tôi đã thua một cái tâm phục khẩu phục. Cô nương cuối cùng đã hiểu rõ, chuyện gì cũng phải để cho tự nhiên, đừng có cưỡng cầu. Có cầu sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cuối cùng tôi đã hiểu rõ, không tức là siêu thoát. Trong thời gian qua, tôi lúc nào cũng mong mỏi gặp Linh Hồ đại ca, làm cho trong lòng bồn chồn, không làm gì được. Cho nên không thể tới bờ bên kia để gặp Linh Hồ đại ca. Cô nương quả nhiên thông huệ hơn người. Nếu như tìm tâm tu Phật, chắc chắn có thể tu thành chánh quả. Tuy nhiên nếu có duyên, gặp mặt lại dễ thiếu hiệp. Cô nương tuy ở lại Thiếu Lâm tự tìm tu, thật ra cũng có thể làm việc được cho thiếu hiệp. Ê anh bạn, chuyện gì mà buồn dữ vậy? Ủa cô nương, cái gì không dễ trên đời thường xảy ra lắm. Đừng có gì nhất thời nóng nảy để rồi chuốc lấy cái chết. Ở trên núi gió lớn lắm, có chuyện bị lạnh đó. Được. Được. Nè, chụp lấy, uống rượu có thể bớt lạnh. Thủ lực của cô nương không thua gì ngày xưa. Ta vì người thiên hạ, vì tiền bối viết chữ trên vách đá này thật sự khí phái phi phàm, lòng dạ hoạn bác. Ta vì người thiên hạ, chúng sanh thiên hạ. Nếu như người nào cũng biết nghĩ như vậy, làm như vậy thì tốt biết mấy. Cô đưa có tấm lòng như vậy thật sự làm cho tôi kính phục. Nhưng đáng tiếc, thiên hạ ngày nay
ai cũng tranh quyền đoạt lợi, đâu có bao nhiêu người nghĩ dùm cho người khác. Cô nói đúng lắm, bây giờ ai nấy cũng quá nặng về quyền lợi, không thể đi xa giang hồ này. Không thể xa giang hồ, thôi thì uống rượu ca hát, không phải vui hơn sao? Lối suy nghĩ của ta giống hệt như là của cô vậy. Nếu như muốn uống rượu, đêm nay hãy tới Trường An Đại Giai. Trường An Đại Giai? Xin mời vào trong đi mà. Linh hồ công tử tới rồi kìa. Xin mời vào trong đi. Đi nè, linh hồ công tử tới rồi đi nè. Mời vào đi, mời vào đi. Linh hồ công tử à, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Nè, mời vào, mời vào, mời vào. Cái đồ Yên Hoa không thích hợp với tôi. Ấy, nè, công tử à, rượu và đồ ăn đã chuẩn bị hết rồi. Mau vô trong đi. Đúng rồi, mời vào. Được, tôi xin nói trước nha, tôi chỉ uống rượu, cái khác tôi không cần. Cái đó dễ mà, miễn là không cô phụ tấm lòng tốt của cô nương chúng tôi là được rồi. Là cô. Thì ra là cô nương. Cô nương trong số phong trần, chẳng trách không dám thổ lộ thân phận. Nhân tại giang hồ, mời công tử. Rượu này ngon thiệt đó. Cô nương uống rượu ngon như vậy, thực sự là nữ anh hùng của tổ quốc. Tuy nhiên ở tại kỷ viện này long xà hỗn tạp, cô nương có thực sự không nên ở lâu. Nhân sanh đắc ý tu tận quan, cần gì chấp nhất những việc bên cạnh. Thanh giả tự thanh, có đôi lúc có rất nhiều điều tự mình không thể quyết định được. Hôm nay có thể uống ba ly chung với công tử thì tôi đã vui lắm rồi. Cô nương, tại hạ có một yêu cầu. Công tử nói đi. Thì rằng tôi không có tiền bạc, nhưng muốn dùng thanh kiếm này để cầm cho cô, để chuộc thân cho cô nương. Tuy rằng những người luyện kiếm, kiếm không rời người, tuy nhiên cứu cô nương quan trọng hơn. Hôm khác tôi sẽ tới chuộc lại. Muốn chuộc thân cho tôi? Cô nương đừng có hiểu lầm. Ta không có nghĩ bậy đối với cô nương đâu, chỉ là phát xuất từ tấm lòng thành của ta thôi. Thiếu nữ thanh lâu người ta khinh thường, cho dù ngày nào đó có thể lìa khỏi chỗ này, cũng đâu có hạnh phúc gì để nói. Với sắc đẹp này của cô nương, chắc chắn có thể tìm được một gia đình đàng hoàng, trao thác tấm thân, có gì không được chứ? Thanh lâu làm gì có liệt nữ. Đâu cần phải khinh thường mình như vậy. Giống như người ở trong giang hồ khinh thường ma giáo, nhưng mà trong ma giáo cũng có người chánh nghĩa. Công tử biết nghĩ và biết nói như vậy, thật sự quý quá. Mong cô nương chấp nhận tấm lòng này của tôi. Được. Công tử có lòng tốt như vậy, tôi hứa với công tử, từ nay gội rửa son phấn và về quê trồng nho để làm rượu. Nếu nói như vậy, sau này sẽ có cơ hội uống được rượu của cô nương cất, có phải không? Hả? Hãy
Vinh. Di Vinh, anh nhớ em lắm. Em cũng vậy. Ê, anh đừng có qua đây. Nếu như bây giờ anh tới thì sẽ hủy hoại lời hứa với em và phương vấn đại sư. Vết thương của anh sẽ không cách gì chữa trị được. Nếu như vết thương của anh không hoàn toàn bình phục, không lẽ chúng ta mãi mãi không gặp nhau sao? Không có đâu, chúng ta sẽ còn gặp lại. Mỗi ngày em sẽ thành tâm tụng kinh cho anh, anh nhất định khỏe lại. Không cần biết sống hay là chết, anh đều sống chung với em. Không, đừng có tới đây. Anh đừng có tới đây mà. Nè, từ nay cô sẽ ở tại chỗ này. Nơi đây sau này sẽ là nhà của cô. Ân tình của công tử đối với tiểu nữ, tiểu nữ không có gì đền đáp. Hãy nhận của tôi một lại. Ê, đừng làm như vậy. Tôi chỉ làm hết sức mình mà thôi. Sau này có rất nhiều việc còn phải nhờ vào bản thân của cô. Xưa nay không có ai quan tâm cho tôi giống như là công tử. Nếu như cô muốn đền đáp tôi thì hãy mau trầm nho cất rượu để làm cho tử tiền của tôi say mềm đi. Vậy là được rồi. Tôi nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của công tử. Được, nhưng mà như vậy chúng ta hứa gì với nhau nha. Ừ. À, cũng đã trễ rồi, tôi xin cáo từ. À, công tử, công tử. À, công tử bỏ một mình tôi ở lại đây hay sao hả? Có gì không ổn? Chỗ này tuy rằng có nhiều người ở, nhưng mà tôi còn chưa có quen thuộc. Một mình tôi ở đây, rủi ro giữa đêm khuya có người xông vào, kêu tôi tính làm sao đây? Ê, cái điểm đó tôi không có ngờ tới. À, hay là công tử ở lại đây vài hôm rồi mới đi? À, tôi cũng biết rõ nam nữ cách biệt, hai ta ở chung một phòng không có thỏa đáng, nhưng mà tôi kỳ quá hả? Tại sao lại ép buộc người ta? Công tử đã giúp đỡ nhiều rồi, tôi đưa ra những yêu cầu vô cớ thật là không nên. Cô đừng nói có lý lắm. Vì sự an nguy của cô, tôi sẽ ở thêm vài hôm nữa. Đợi mọi việc sắp xếp xong rồi tôi mới ra đi. Ngươi thật sự chịu ở đây? Thank you.
Cơm nước đã xong hết rồi. Tới đây ăn đi, ngồi rồi đó. Cô đợi tôi hả? Ừ. Đây là rượu ngon tôi chuẩn bị cho công tử. Công tử bận rộn cả ngày, chắc là mệt rồi. Công tử, có tâm sự à? Nhà trồng nho tôi đã dựng xong. Bây giờ tôi xin cáo từ. Công tử đi thật sao? Trên đời không có bữa tiệc nào mà không tan. Công tử muốn đi, tôi cũng không thể giữ lại. Thời gian mình sống chung với nhau, nếu nói tôi lo cho cô, thật ra cô đây lo cho tôi nhiều hơn nữa. Đâu có gì. Nếu như không phải nhờ công tử thì Đông Đông không có ngày hôm nay. Công tử muốn đi, Đông Đông không có gì tặng. Cây lược này tặng công tử làm kỷ niệm. Cách biệt hôm nay, không biết bao giờ mới gặp lại. Sau này công tử định đi về đâu? Tôi dự trù về Hoa Sơn tìm sư phụ của tôi. Không phải vì công tử phản nghịch, vi phạm môn quy cho nên nó trục xuất ra khỏi sư môn rồi hay sao? Tôi từng nhớ công tử đã nói với tôi, nhân sĩ giang hồ khinh thường ma giáo, nhưng mà ma giáo cũng có người trung nghĩa. Nếu mà như vậy thì tại sao công tử không quay về với thần giáo? Cái gì? Nghe nói giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo mong mỏi cầu tài. Nếu công tử hùng tài võ lược, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Tôi là đệ tử của phái Hoa Sơn, tuyệt đối không có quy về với những môn phái khác. Lòng người khó đoán, chúng ta đừng bàn về phương diện giang hồ nữa. Uống rượu đi. Nhân tại giang hồ lúc nào cũng thân bất do kỷ. Nếu như để công tử chọn lựa, một là tình cảm, hai là giang hồ, công tử chọn cái nào đây? Tình cảm và giang hồ, tôi nghĩ chọn lựa của tôi cũng giống như cô vậy. Tôi nghĩ cô nương chọn lựa chắc là tình cảm đặt trên hết, có phải không? Thật ra tôi đây đã chán ngán việc giang hồ rồi. Nếu như có thể sớm ngày rút lui ra khỏi chốn giang hồ, ở chung với người tương thi, thì đó mới là việc tốt nhất ở trên đời này. Sống những ngày tháng vô tranh với đời, và trồng nho đầy khắp đồi núi, nhìn những con cá thần tiên ở dưới hồ. Nhưng đáng tiếc, bây giờ không biết cô ta ở đâu nữa. Cô ta? Tới giờ còn chưa biết tin tức cô ấy. Tôi và cô ta ngày đêm bên nhau, tôi nghĩ là không ai có thể hiểu rõ chúng tôi nhiều hơn nữa. Hai người có tình cảm như vậy, ông trời nhất định sẽ không chia cắt các người. Hai ta quen chung với nhau, tình nghĩa này đã được xung tôi nhớ mãi trong lòng. Xin trả cái lực lại cho cô. Cô hãy nhận lại. Thank you.
Đập đập cô nương. Ê. Hứa tha thứ cho tôi, ra đi không lời từ dạ. Hôm khác có dịp gặp lại, chắc chắn sẽ uống một bữa cho đã. Đồng đồng kính thư. Bực chết đi được, không có người, không người đẹp, không rượu, không tiền bạc, quan sơn giả lãnh, làm sao mà sống được đây? Hả? Ê, có rượu ngon. Thơm quá. Hết rồi hả? Rượu ngon tới vậy, tại sao trơn rồi? Đáng tiếc, đáng tiếc quá. Rượu này đều của nhà người. Vậy chứ người là ai? Tại sao lại mời ta uống rượu? Không cần biết ta là ai, nói tối một câu, rượu này là của ông đó. Quả nhiên là rượu ngon hả? Anh hùng đương nhiên phải uống rượu ngon. Vậy ngươi làm sao biết được ta là anh hùng hả? Thiên hạ có rất nhiều đệ nhất, đã bị nhiều người lấy hết đó. Nào là thể qua tặng, nào là thần thâu, còn là vạn lý độc hành. Như vậy không phải là anh hùng chứ là cái gì? Vậy thì thiên hạ chắc chắn không ngày nào được yên. Giang hồ đã loạn lắm rồi, không bao giờ có thêm một mình nhà ngươi đi rồi thiên hạ đại loạn. Ngươi nói thật là đúng. Giang hồ cho dù có thiếu mất cung điện bá quan cũng không có sao hết. Tuy nhiên những người có hay là không như là ta vậy, nhưng mà những người muốn mời ta uống rượu chắc chắn là có yêu cầu gì. Huynh đệ quá như là thông minh, trên đời này không có việc ăn không uống không đâu. Nếu như là cái chuyện nó ra rồi thì cứ nói thẳng đi. Nhờ vào lực lượng của một mình ta, đối phó với hắn không nổi đâu. Đông Phương bất bại, dụng tâm bất chính, không những nó giết hại Nhâm giáo chủ, còn giết hại rất nhiều huynh đệ trong bổn giáo. Mối thù này ta nhất định phải trả. Người mời ta uống rượu bởi vì ăn quán với Đông Phương bất bại hay sao? Đông Phương bất bại không phải bắt những người uống tam thai não thần quần à? Cái đó nhà người phải biết. Sau khi đã uống tam thai não thần quần, nếu như không có thuốc giải, chắc chắn phải chết. Chết? Đối với Điện Bá Quan mà nói, không có cái gì đáng tiếc. Có thể đặt cái chết ra ngoài tầm tay, trong giang hồ không có được mấy người. Huynh đệ có thể nói là anh hùng đó. Là anh hùng cũng vậy, là con gấu cũng vậy thôi. Chết rồi, chẳng qua có một nắm mồ, không có cái gì để tính toán cả. Nhưng mà, nhà ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu như có thuốc giải, mạng nhà ngươi sẽ được cứu. Nếu như nói như vậy, có thể lấy được thuốc giải. Bây giờ đương nhiên là không có. Chỉ cần giúp ta một điều thôi. Muốn lấy thuốc giải, tuyệt đối không phải là chuyện khó.
Người muốn ta giúp bằng cách nào? Thật sự chịu giúp ta? Không lẽ không sợ ta gạt những người hay sao? Đường đường là hướng tả sứ của thần giáo, dường như là muốn tìm kế gạt người ta vậy. Ngươi sẽ cười rụng răng ở những người trong giang hồ đó. Nhà ngươi không có làm như vậy đâu. Được, vậy chúng ta hứa danh dự. Ngươi làm việc cho ta, ta tìm thuốc giải cho nhà ngươi. Được, chúng ta hứa danh dự đi. Tại sao đi ăn cắp tấm tiệp của Trương Nghị? Bản đồ hành quân của Lý Chiếu Đạo, quản đang cầm kiếm phổ cùng với bản nhạc nổi tiếng khác. Từ đó khỏi cần hỏi, chỉ cần ăn cắp ba cái đồ đó về đây là được rồi. Hải qua tặc nhân không phải là hư danh. Ta mời nhà ngươi ba ly trước. Ba ly? Được, ba ly thì ba ly nè. Tủ lượng khá lắm. Nè, mỹ nữ đã chuẩn bị xong hết rồi. Mỹ nữ? Lâu lắm rồi không hửi được mùi thơm đàn bà đó. Cạn ly. Chúng ta hứa với nhau trước, không được không giữ lời hứa. Trong luật có đọc hả? Điềm Bảo Quang, xin lỗi nha, ta đã bất đắc dĩ sử dụng hạ sách. Ngươi tiểu nhân đề tiện, Hương Chứng Thiên Tà là người vũ tín nghĩa. Đợi đây xong công việc rồi, ta sẽ mang thuốc giả cho nhà ngươi. Ngươi cho biết có mỹ nữ hầu hạ, có mỹ nữ hầu hạ mà. Tiền bối, một mình rót một mình uống như vậy cô đơn lắm. Tôi tới uống chung với ông đi. Thôi tiền bối, ngày hôm nay tôi có lọc uống rồi đó. Nè, cảm ơn rượu ngon của ông. Thứ gã này chính là phản đồ của phái Hoa Sơn lệnh Hồ Sung. Tiểu tử kia, hãy mau tránh ra. Chúng tôi thừa lệnh của Đồng Phương giáo chủ bắt Hưởng Chứng Thiên. Người ngoài không được làm phiền, bằng không sẽ chết một cách thê thảm. Ta và Hướng tiền bối đang uống rượu, ăn thua gì tới nhà ngươi. Lệnh Hồ Sung, sư phụ cho biết nhà ngươi công kích ma giáo, xem là đúng vậy rồi. Hướng Chứng Thiên trên tay đã đẫm máu, khí sĩ của chánh phái, ngươi còn đứng ở đó để làm gì? Còn không chịu đi, bằng không bầm ngươi thành đống thịt chục. Ta và vị tiền bối này chưa có quen biết, và ta cũng không biết ông ta lại cả. Ta chỉ gây mắt những người này ý đồng hiếp yếu thôi. Nếu biết điều thể ra chúng tôi về để cho giáo chủ nương tình tha thứ, biết đâu chừng còn có đường sống sót. Ngươi đã từng là anh hùng của bản giáo, đâu có cần phải đánh cho tới người chết ta sống để cho người ngoài cười chê. Hướng Dẫn Thiên, hãy ngoan ngoãn theo ta về đi. Ta đã uống ba tô rượu của Hướng Tiền Bối rồi, như vậy chúng ta đã là bạn. Chuyện của ông ta và cái chuyện của Lệnh Hồ Sung ta. Tiểu tử, ra mặt làm cái gì chứ? Lầu Kiến bất bình, ra tay giúp đỡ. Được, ta xem nhà ngươi có bản lãnh gì để ra tay giúp đỡ. Yeah.
Yên tâm đi, nước này không có độc đâu. Nước suối mát lắm, uống hay không? Chẳng trách sư phụ những người trục xuất nhà người. Ông ta làm đúng, coi những người phiền phức thật đó. Đừng nói xấu ta nữa, ta chỉ muốn trước khi chết vui vui vẻ vẻ sống vài bữa thôi. Ngươi có biết ta là ai không? Hướng dứt thiên của ma giáo. Ừ? Không lẽ không sợ ta? Nhà ngươi không phải là kẻ thù của ta, tại sao ta phải sợ? Nhưng mà bây giờ nhà ngươi bị chính ta hai phái truy sát, trở nên không chánh không tà, thật là tội nghiệp. Ngươi thật sự là người lạ, không lẽ hoàn toàn không sợ chết hay sao? Ta hỏi nha, ông có bao giờ nghe nói người chết sợ chết hay không vậy hả? Con người nhà ngươi thật là kỳ lạ, ta thật sự không hiểu được. Nội lực của nhà ngươi dở tới như vậy, lại có thể đỡ lấy âm dương chưởng pháp của mấy gã kia lại hoàn toàn vô sự. Hướng Dẫn Thiền, ngươi tưởng ta bây giờ làm giống như không có chuyện gì à? Ngũ tạng lục phủ của ta trong cơ thể đã bị chấn cho tới điên tam đảo tứ rồi. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Ở trên mình của ta có hơn mười mấy luồng chân khí lần. Tại sao tới giờ này còn chưa có chết? Kiếm pháp của những người lúc nãy thật xuất thần nhập quá. Ngươi học có ai vậy? Bí mật, ta không thể nói cho ai biết đâu. Nè, nếu như sắp chết rồi, không lẽ đem thêm bí mật vào trong quan tài hay sao? Ngày hôm nay ngươi đã cứu mạng của ta, kể như là ân nhân cứu mạng. Thôi đi, tình cờ mà thôi. Phải tức là phải, đừng có này nói nữa. Nè, bắt đầu ngày hôm nay, chúng ta càng đảm tương chiếu. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu, huynh đệ với nhau. Huynh đệ? Hả? Chê ta. Làm sao mà chê được chứ. Nếu mà như vậy, nè, lại đây. Hãy nhìn chút đề mục lại. Ê, lại cái gì chứ, còn chưa có chết mà. Huynh đệ tức là huynh đệ. Đại ca. Được, nếu là huynh đệ thì ta không thể thấy chết không cứu. Đại ca, đừng có để ý tới những vết thương của ta nữa. Đối với chết, đệ hoàn toàn không có sợ, không có ngại gì hết. Nè huynh đệ, ta còn nợ của đệ một mạng sống, làm sao không lo được chứ. Ta đưa đệ đi gặp một người, nhất định có thể chữa trị được. Đi mau. Ê nè. Không có tin tức của thánh cô, lại dám gì gặp ta. Cút. Dạ. Phấn cô cũng kỳ quá à, không biết đi đâu nữa rồi. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, Lệnh Hồ Xung vì anh dũng vì đẹp trai, nếu như tôi có phải chết vì anh ta, tôi cũng cam lòng. Đúng vậy rồi. Nè, nói các người biết nha, thật sự Lệnh Hồ Xung dữ ghê lắm đó. Tiểu nhị ở phía dưới cuối làng đó, đêm trước hả, giữa đêm thức dậy đi tiểu, không biết có phải trúng tại không, bây giờ vẫn còn lên cơn sốt đó, các người có biết không? Đúng rồi, nếu mà có công dụng thì đâu có nhớt đầu chứ, chà đạo sĩ không có biện pháp nữa đó. Đúng rồi. Đúng vậy. Kỳ lạ chưa? Trong khách sạn, tại sao lại có người nuôi gà? Hóa ra thực sự có chuyện trộm gà trộm chó. Tại sao là cô? Điền Bá Quang.
lại còn dám xuất hiện trước mặt của ta nữa. Rõ ràng là cô xông vào trong này mà. Nếu ngày xưa không phải là cô ép ta vào ma giáo thì ta đâu cần phải trốn như thế này chứ. Ngươi đúng là cái tên vong ân mượn nghĩa mà. Ngày xưa ngươi đòi đồng cam cộng khổ, đường đồng quản nạn, bây giờ lại bỏ đi như vậy, rõ ràng là đi vào đường chết mà. Ít ra ta lấy đoan ngõ sang năm, còn một khoảng thời gian rất là dài mà. Ta lợi dụng thời gian này để mà ôm mấy người con gái đẹp. Người đã chết tới nơi rồi mà vẫn chứng nào tật lấy. Ta đây lì xa cô là không muốn cô động chân tình với ta đó hả? Ta đã nói mà, cho dù có chết cũng không có dính líu với người trong ma giáo đâu. Ồ, cho nên mới ra đi không từ giả. Ngươi xem ta là cái gì? Con người của ta ghét nhất là những cái hạng người tự mình đa tình lại suy tình, cứ bám lấy người ta, giống hệt như là câu đây nè hả? Điền Bác Quan, người đối xử với ta như vậy. Ta đã nói rồi mà, không cần biết, đối xử với người con gái nào cũng đều giống như vậy cả. Ta không bao giờ vì một hột muối mà bỏ cả cái ruộng muối đâu, con có hiểu chưa hả? Được, Điền Bá Quan, ta cho người biết, từ nay ta không lo tới người nữa. Không ngày gặp lại. Đã đỡ phần nào chưa? Đã uống ngũ độc dược phấn của em rồi, trong vòng một canh giờ thôi là có thể dằn thi độc xuống. Đừng nói chuyện lớn tiếng, nếu không chất độc sẽ vào tim đấy nha. Anh tại sao lại ra nông nổi này chứ? Cũng tại cái gã trời đánh thánh đâm hứa dân thiền hại ta đó. Hướng hữu xứ, không cần biết hắn hữu hay là tả, hắn làm cho ta quay mồng mồng. Hắn kêu ta đi ăn cắp ba cái báo vật chôn với vua, cho ta trúng thi độc. Nếu như để cho ta gặp mặt lại hắn nữa, ta nhất định truyền chất độc của các thầy ma cho nó. Nè, không trúng thì cũng đã trúng rồi. Bây giờ cái điều quan trọng nhất là phải tìm cách giải độc. Điền Bá Quan, trúng độc thầy ma dễ chết lắm. Ta không biết kiếp trước ta đã nợ của Nhật Việt Thần Giáo các người điều gì. Thật sự quá vô đơn chí. Nói cho cô biết, đừng có đắc ý nha. Sau khi ta chết rồi, ta sẽ trở thành ma, ta cũng để cho các người nếm cái mùi chất độc thây ma đó. Cô thích em đi nữa cũng vô dụng, đâu phải là em truyền chất độc thây ma cho anh. Cùng lắm em thiệt thòi một chút, tìm cách giải độc cho anh. Nè, đừng có quên nha, em là cao thủ dùng chất độc, em biết sử dụng, đương nhiên biết quá giải. Đợi câu nói này của em. Nè, chuyện gì vậy? Điền Bá Quan hả? Nè, nằm yên đi, đừng có nhúc nhích, nằm yên. Thứ Liệt hả? Tại sao lại nhiều chuyện như vậy? Nhưng tại sao lại phải cái trang? Bây giờ chánh tà hai phái truy sát chúng ta, nếu như không cái trang là sao được việc? Xin lỗi, có người nào ở đây không? Vì tới Mai Trang, xin lỗi có chuyện gì? Tại hạ Đồng Quá Kim của phái Tung Sơn, có chuyện muốn xin gặp Mai Trang tứ hữu. Nè, đây là ngũ nhạc lệnh bài của Tả sư điệt tôi. Quả nhiên là ngũ nhạc lệnh bài của Tả minh chủ. Đáng tiếc, Mai Trang xưa nay không có tiếp khách. Tôi tới đây để tặng quà đó. Người này đây... Đây là ông Phong Nhị, là sư thúc của nhạc chủ môn phái Hoa Sơn đó. Sư thúc của nhạc Bất Quận? Đúng vậy. Hắn là truyền nhân duy nhất của Phong lão tiền bối Phong Thanh Dương, tuy rằng nhỏ tuổi nhưng gia thế đã cao hơn nhạc Bất Quần nhiều đó. Tại sao lại biết? Độc cô kiếm pháp thì người làm sao gạt được ta chứ. Chúng tôi đã tìm được 4 báu vật hiếm có, nghe nói Mai Trang tứ hữu có cái sở thích sưu tầm cầm kỳ thi họa, vì vậy mới tới đây bái kiến. Cái đó nếu như Mai Trang tứ hữu không chịu phá lệ gặp mặt, tôi không miễn cưỡng nữa. Cáo từ. Phong huynh đệ, chúng ta đi. Xin hỏi nhị vị đã mang quà gì tới đây vậy? Những báu vật mà những người thích cầm kỳ thi họa mong mỏi muốn có, trong đó cái chân tích của Lý Chiếu Đạo, Xuân Sơn Hành Lý Đồ, Sói Nghĩa Thiệp của Trương Nghĩa, Khúc Phổ của Lưu Trọng Phổ, và còn cái gì? Quảng Tăng Tán Cầm Phổ thất truyền từ lâu,
Nhị gì thật sự có bốn món báu vật đó à? Thật sự như vậy, nhưng chẳng qua có điều kiện gì cứ việc nói đi. Được, lẽ là kiếm thuật của phong huynh đệ này của tôi thật là cao minh. Nghe nói kiếm pháp của Mai Tàng Tử hữu thuộc nhất nhì ở trong thiên hạ, cho nên tới đây muốn trao dồi đó. Hả? Vậy thì hãy vào đi. À, làm phiền nha. Tin chắc người này đây chính là nhị trang chủ của Mai Trang Hắc Bạch Tử. Chính là tại hạ. Kiếm thuật của phong huynh đệ cao minh, nhưng không biết đối với việc đánh cờ biết được bao nhiêu. Nghe đánh cờ của phong huynh đệ tuy không phải là xuất thần nhập quá, nhưng là tới cái mức độ kiếm cờ hợp nhất, đúng như câu tâm trung cờ, thủ trung kiếm. Xem ra nói nghe ngon lành lắm. Thật ra đồng đại ca quá khen đó thôi, ta chỉ biết một ít. Phải hay không thử là biết liền. Nè phong huynh đệ à, đừng có sử dụng nội lực nha. Nè, chúng ta chỉ tỉ thí kiếm pháp, kiếm chiêu tinh túy thì thắng, còn sử dụng nội lực thì thua. Đương nhiên. Huynh đệ kiếm thuật siêu quần rất là cao siêu, Hắc Bạch Tử cao bại hạ phong. Ta ơn vị trang chủ đã nhường. Hãy vào trạm kế tiếp, chúc mấy người may mắn. Cảm ơn phong huynh đệ đã nương tay. Xin lỗi. Như vậy xin mời. Định hồ huynh đệ, người hãy để ý tới mấy giọt mà cô thấu bút ông dính trên người mãi mãi không thể nào làm sạch được đâu. Lệ hại như vậy à? Nè nè, đệ đây hoàn toàn không biết gì về cầm kỳ thi họa, làm sao mà so đây? Chỉ cần biết sử dụng kiếm là được rồi. Phong đệ như tháp bình thường, như kiếm pháp xuất thần nhập quá, dùng kiếm viết chữ, lão phu bất tài, cam bại hạ phong. Tiền bối quá khen, thư pháp của tiền bối cao siêu, làm cho giảng bối sáng mắt. Các người ba chiến ba thua, xem ra Mai Trang tiểu hữu không có duyên với bốn món báu vật này rồi. Cái đó chưa chắc, đại ca của tôi Quỳnh Trung Công còn chưa có ra tay, thắng thua còn chưa chắc chắn. Nhị ca hãy nói đi, đại ca có đồng ý đấu kiếm không? Cái đó đại ca tinh thông âm luật, quán đăng tán là báo vật thất truyền từ lâu. Ông ta nếu biết được có cái khúc phổ đó, ông ta nhất định sẽ vui ở trong lòng. Vậy ca, nếu mà đại ca không có đồng ý đấu kiếm thì báo vật đó nhất định không có trong tay. Nè, ba vị trang chủ bàn bạc thế nào? Hay quá đi, đại ca của tôi đồng ý đấu kiếm rồi. Thank you.
quả như là kinh khủng. Thất quyền vô tình kiếm của đại ca tôi ở trong kiếm đời lại quán thiếu võ công thường thừa, nhiễu loạn tâm thần của phe địch. Những người người lực yếu kém không thể làm thành tựu nổi. Các người bị đường gạt rồi, để hầu xuân không có nội lực, cho nên những kiếm khí kia không thể ảnh hưởng gì cùng nó được. Tôi chịu thua. Kinh phục, kinh phục. Vậy vậy. Tam vị hiền đệ, kiếm pháp của chúng ta thật sự không bằng Phong huynh đệ đó nha. Đúng vậy. Các vị, nhờ các vị nhường đó thôi. Nhưng đáng tiếc, thật là đáng tiếc đó. Không ngờ Phong huynh đệ không những kiếm thuật cao siêu, hơn nữa nội lực cũng rất là tài giỏi đó nha. Đại trung phu hành động quang minh lỗi lạc, không phải giảng bối nội lực cao siêu, mà bởi vì giảng bối đã bị trọng thương, nội lực đã mất hết cho nên... Thật sự không ngờ, nhà ngươi hoàn toàn không có nội lực. Tha cho giảng bối trước đây đã từng giấu giếm. Phòng tiểu đệ, thôi thì lão phu dẫn kiến thần y bệnh nhất chỉ dùm cho, để ông ấy trị liệu dùm cho nhà ngươi. Đại ca, thôi thì hãy dẫn kiến Phong huynh đệ lên Thiếu Lâm học dịch gân kinh đi, như vậy còn có hiệu lực hơn. Sống chết có mạng. Bình nhất chỉ tiền bối, bởi vì một cú tiền bối đã không còn sống trên đời nữa. Còn về việc căn kinh của Thiếu Lâm tự, đó là bí kíp bất trị của Thiếu Lâm. Lòng tốt của trang chủ, dặn bối cảm ơn. Vết thương của Phong huynh đệ không thể chữa trị, thật là đáng tiếc. Nhưng mà bốn báu vật hiếm có này này, không có thể tra vào tay của những người tài giỏi. Đó mới là họa hại trên đời này đó. Phong huynh đệ, xem ra Mai Tràng tiểu hữu không thể thắng nổi đệ nữa. Bốn ngôi vật hiếm có này chúng ta mang chuyển tặng lại cho những người khác. Thôi chúng ta đi. Bố vị trang chủ, cáo từ. Đại ca, còn người nhất định đến thắng hắn. Tứ đệ, Mai Tràng tứ hữu chỉ có hư danh, báo vật thì thế kìa, chúng tôi không có phước để nhận lấy. Dạ bố cáo từ. Dầm tiền sinh, bốn anh em Huỳnh Trung Công tới đây thầm viên, có chuyện quan trọng muốn hỏi đó. Đại sự tiểu sự gì? Nói mau đi. Tôi cứ nghĩ rằng đương kim võ lâm chỉ có kiếm pháp của Nhậm Huỳnh là đứng thứ nhất, nhưng không ngờ ngày hôm nay có người đã xông vào trong Mai Tràng. Hắn đã tự nhận là truyền nhân của Phong Thành Dương Phong lão tiền bối, kiếm thuật cao siêu, ngay cả bốn anh em chúng tôi cũng đánh không lại nữa. Bốn cái tên cẩu tập chủng đánh không lại người ta, lại muốn ta ra mặt cho các người hả? Còn khuya. Đại ca, xem ra Nhậm huynh đệ không phải là đối thủ của Phong huynh đệ đâu. Thôi chúng ta đừng có hoài công vô ích nữa. Phải rồi, Nhậm đại hiệp người ta năm xưa tung hoành giang hồ kiếm pháp vô địch, nghe nói chỉ sợ có Phong Thanh Dương Phong lão tiền bối thôi. Chỉ sợ Nhậm đại hiệp người tiếng của Phong lão tiền bối phải chạy dài thôi. Giống hệt như là con chó trong nhà là móc cây phong của Mai Gia Trang chúng ta. Phải trong nhà là con rùa con đầu đốt cỏ đi.
Bình thay độc, khí huyết không tới, chất độc vào người, từ từ loan truyền khắp toàn thân, lên tận mặt. Phương pháp trị liệu được một người con gái hiến thân mới trị tận gốc, bằng không thần tiên khó chữa. Ây da, lợi hại như vậy à? Kiếm được chưa? Làm người ta giật mình à. Tôi chưa có kiếm được. Ta bây giờ là người chưa phải là ma đâu, còn chưa có chết mà. Đền sách giết cái gì vậy? Đâu có giết gì. Ơi, đưa ta coi. Thật là không có giết gì mà. Đưa cho ta coi. Đã nói là không có giết gì. Ê, Điện Bác Quan, Điện Bác Quan, sao vậy? Nè, trả lại đi, trả cuốn sách đi mau. Dương pháp trị liệu, một người con gái hiến thân. Mới chữa tận gốc. Không thể vậy đâu, có phải không? Làm gì cái phương pháp trị liệu như thế này chứ. Đúng như vậy, em cũng đâu có ngu để phải đi hiến thân cho anh. Nói chơi hoài, ta cũng không bao giờ hy sinh đến như thế. Nghĩ tới Điện Bác Quan ta, dạng lý đập hành. Nếu như cưới em làm vợ hả? Như vậy thì tất cả con gái ở trên đời đều phải đập đầu tự tử hết rồi. Ê, cái chuyện thất đức như vậy ta không có làm đâu. Vậy được. Vậy chúng ta đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ. Anh hái hoa của anh, em đi nhổ cỏ của em. Không lẽ đây là phương pháp duy nhất hay sao chứ? Nương tử! Nương tử à! 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 Hoa dại đẹp như chưa? Xe cô! Xe cô! Như thế nào? Xe cô! Xe cô! Không được! Không được! Tôi chắc chắn sẽ không cùng 就算我自己中毒死，也不能害他的嘛。哎呀， tính làm sao đây? Tội nghiệp cho anh ta quá đi. Phải cứu ảnh hay là không nên cứu đây? Anh ta bây giờ trên người toàn là đốm không à? Đâu có người nào chịu hy sinh cho anh ta. Ai ya. Cứu ảnh cũng chết, không cứu ảnh cũng chết. Anh ta đã tốt với mình như vậy, tại sao mình lại... Không có được, không có được, không có được. Bậy, tại sao mình lại suy nghĩ như vậy, bậy. Không cứu ảnh, cứu ảnh. Không cứu ảnh. Cứu ảnh. Mẹ mệt quá, mẹ mệt quá, mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Mẹ nói là lát nữa mẹ cho ăn mà. Mẹ đã nói rồi. Thiệt là hết nói nổi à. Thiệt là hết nói mà. Nè, cái lão già Điện Bác Quan không có lương tâm này. Biết trước như vậy ta không có thèm cứu người đâu. Để cho người trúng thay độc chết phất đi chưa rồi. Nè, ta nói chuyện với người nè. Mày tỉnh dậy đi. Nè, người đừng có nằm ngủ ở đây nữa. Điện Bác Quan, tỉnh dậy đi. Nếu biết trước như vậy, lúc mà trúng độc cũng không thèm cứu nữa. Hãy xem nè, mới gỡ về đây có mấy năm thôi đó. Bây giờ giống hệt con heo nái rồi. Đừng có lải nhải trước mặt của ta nữa nha. Ta đây không thể đi hái quà, ta buồn bực lắm đâu. Bây giờ tối ngày nhìn thấy cái bà mập giống như là người vậy, đâu có thèm muốn cái gì nữa đâu chứ. Ta biết trước như vậy ta cưới con heo cũng không thèm cưới cô đâu. Ui. Nè, Điện Bác Quan chết bầm kìa. Điện Bác Quan chết bầm. Không được, không được, không được, không được. Không được, không được, không được, không được. Để tôi bình tĩnh,
tuyệt đối không bao giờ, bởi vì quá nóng nảy nhất thời lại đi lấy cái tên thể qua tặc, hy sinh hạnh phúc suốt cái đời của mình, trở thành một bà mập. À, không có được, không được đâu, không được, tôi không thể làm như vậy, tôi không thể làm như vậy, không có được. Không được, không được, không được. Nếu mà không cứu ảnh, ảnh sẽ chết. Nè, cái số tiền này thưởng cho em đó. Có biết chưa? Dạ biết rồi khách quan. Điện Bá Quan, ngày hôm nay anh ra cái nông nổi như thế này, ít hay nhiều, nhưng mà cũng bởi vì em. Em cần phải gánh một chút trách nhiệm. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng giải chất độc ở trong người của anh ra hết. À, mau lên, mau lên. À, Lâm Phương Hoàng, làm cái gì vậy? Đừng có vào đó nha, đừng có vào. Em biết rõ là anh không có muốn hại em, nhưng mà em đâu có nhẫn tâm nhìn thấy anh bị thay độc nó hành hạ chết một cách đau khổ như vậy. Anh khỏi cần lo, em từ nhỏ đã làm bạn chất độc, đã trở thành bá độc bất thâm rồi, là chính em tự nguyện mà. Anh hãy mau mở cửa đi, mở cửa cho em vô. Lâm Phương Hoàng không được đâu, đừng khùng điên nữa, anh không bao giờ cùng với em đâu. Vậy là anh chê em. Được, anh không mở cửa, em tự mình vô. Lâm Phương Hoàng sao bỏ cửa, dọn vậy chứ. Các người chạy mau đi, chạy mau đi. Ê, nè nè, được rồi. Anh đang nói như thế nào với em? Em tự mình sao vào đây mà, tao đâu có mời em vô chứ. Anh biết rõ trường hợp như vậy anh nhìn thấy sẽ chịu không nổi. Em tốt với anh như vậy, muốn hy sinh bản thân của mình để giải chất độc cho anh mà. Đừng, chất độc của anh đã giải rồi. Điện Bá Quan, em thề với đất trời, em từ nay không bao giờ lo tới anh nữa. Ê, đi đây ca. Hả? Tại sao lại là người? Một mình uống rượu hả? Nói cho anh biết nha, bực cái trong người uống rượu sẽ uống đi ba cái rượu ngon này đó. Quên đệ, tại sao tới đây vậy? Nè, uống với ta đi. Ta đã bị mấy cái rượu này dụ tới đó nha. Nói cho Quỳnh biết, ta không có như Quỳnh. Chỉ có đàn bà mới hấp dẫn được Quỳnh thôi. Ê, đừng có nói đàn bà trước mặt của ta nữa đó nha hả? Chán lắm rồi. Ê? Có phải ta đang nghe lầm hay không? Quỳnh đã đổi phong vị bao giờ vậy? Hơn nữa cảm thấy rằng bà buồn chán nữa. Quỳnh không phải thường nói con gái trên đời này vô số kể, không bao giờ vì một hạt muối để bỏ đi một cái ruộng muối, không phải sao? Nhưng bây giờ lại khác rồi đó. Quỳnh đây còn cho biết đàn bà ở trên đời này đều như là nhau, ngoại trừ mẹ của anh thôi. Hả? Không giống chỉ có người này thôi. Cô ta làm cho ta vừa yêu lại vừa hận nữa. Khi mà không gặp cô ấy thì ta nhung nhớ trong đời, nhưng mà khi gặp mặt giống như là thù triệt kiếp vậy. Khẳng định là người trong ma giáo rồi, cho nên mới có ma lực tới như vậy. Thật sự là người trong ma giáo. Đừng có nói cho tôi biết chính là Lâm Phương Hoàng nha. Phải là Lâm Phương Hoàng. Tuy cổ là người trong ma giáo, nhưng mà cái trái tim của cổ mềm giống như tàu hũ vậy. Nếu như nói cho đệ biết, cái đêm hôm qua cô ta định hy sinh hạnh phúc cả đời của cô ta để mà cô cứu ta, nhưng mà đã bị ta từ chối. Cô ta rất là thất vọng, nhưng mà đã không có muốn cho cô ta đau khổ cả cuộc đời. Ở trên mình bị trúng thay độc nha. Vậy chứ đã làm mất lòng người nào để bị hạ độc thủ tới như vậy? Đã bị một người mở miệng ra nói ông ta là trời đất gì đó hại ta hả? Đi hỏi trời à? Có phải là Hướng Dẫn Thiên hay không? Nè, tiểu đệ, chúng ta đi uống một ly đi. Hướng Dẫn Thiên. Quá ra là người ở đây hả? Ngươi làm cho ta người không ra người, mà chẳng ra mà. Hôm nay ta nhất định bầm thay cái người cái đường.
đừng mà nó đi nè đừng bu ra ê chuyện gì đây ca có chuyện gì từ từ nói đi không có gì để nói được cái chuyện thay độc tạm thời không tri cứu nhưng mà tốt giải của tam thầy lão thành quân được có được không trượng phu mà cái gì ta đã hứa ta sẽ làm được vậy thì mang tới đây bây giờ không có khi nào có mới được người nói láo vậy thì bốn báo vật của ta chỗ nào báo vật bây giờ không muốn tin mình đâu ngươi nè các ngươi bình tĩnh một chút đây nghĩ bên trong có sự hiểu lầm rồi không hiểu làm gì cả lên nội dung nếu cùng coi ta là quân đệ thì giết nó đi để trả thù cho ta nè quân đệ người này đây phiền phức quá đi đuổi ra ngoài mau nè 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 làm ơn là phước đừng có gây nữa có được hay không hai người đều là anh em kết bái của tôi đừng có làm mất hòa khí mà không có hòa khí gì cả ta với hắn không có đổ trời chung lên hồi chung chúng ta đã kết bái trước hắn cùng lắm là chỉ đứng hàng thứ ba thôi hãy nghe lời của ta nè ta lớn tuổi nhất ta là đại ca huynh đệ hãy nghe lời của ta được có giỏi thì giải quyết của ta đi và đánh thắng ta rồi mới tính được đánh thì đánh ai sợ ai nè 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 hắc bạch tử của bài trang xin gặp phong nhị đại hiệp của Hoa Sơn. Mai Trang tứ hữu xưa nay không bao giờ bước chân ra khỏi Mai Trang mà cũng không dính líu tới chuyện giang hồ. Tại sao bỗng nhiên Hắc Bạch Tử lại xuất hiện chứ? Ê, Linh Hồi Xuân, phong nhị đại hiệp lại vậy, hả? Xa tận chân trời, ở ngay trước mắt đó. Ê miệng, không có ai hỏi ngươi đâu, nói nhiều quá làm gì? Phong huynh đệ, cuối cùng đã xuất hiện rồi. Không biết gì trang chủ tìm được bất cứ chuyện gì. Mời ngồi, mời ngồi. Ê, không cần đâu. Thật không giấu giếm, lần này tôi tới mời Phong đại hiệp tới Mai Trang một lần nữa để chỉ đấu kiếm pháp. Thủ hạ bại tướng, chúng ta đã thỏa thuận với nhau. Các người đánh không lại người ta, có lẽ các người muốn nói ngược hay sao chứ? Chịu chơi là phải chịu thua, chúng tôi không muốn nói ngược đâu. Nhưng mà trong Mai Trang còn có một võ lâm cao nhân muốn thấy rõ kiếm thuật cao minh của Phong huynh đệ. Xin Phong huynh đệ hãy theo tôi tới Mai Trang một lần nữa. Ta đã nói với bốn vị trang chủ biết trước, ta đây hoàn toàn không có nội lực. Ta làm sao tới Mai Trang để bắt đầu với các người? Phong huynh đệ, nếu trước chỉ so sánh kiếm pháp không so nội lực, mọi người chỉ là trao đổi thôi. Phong huynh đệ cần gì phải lo, chỉ đụng trúng là đủ rồi. Phong huynh đệ à, nếu như Mai nhị trang chủ có thành ý như vậy, chúng ta cung kính bất diêu tùng lệnh đi. Mai nhị trang chủ, mời. Đồng lão tiền bối, lần này chúng tôi tới đây chỉ mời có một mình Phong huynh đệ thôi. Ê, không được không được, tôi không đi. Phong huynh đệ cũng không thể nào đi được đâu. Lão tiền bối à, người muốn so tài với Phong huynh đệ tính tình rất kỳ cục. So kiếm là chuyện nhỏ, chỉ sợ rủi ro làm nổi giận người đó, hậu quả không thể nào ngồi trước. Cầu mong đồng lão tiền bối thông cảm cho. Đồng đại ca, thôi thì hãy trao bốn bối vật đó cho tôi. Chỉ cần tôi thắng được, tôi bảo đảm bốn bối vật đó sẽ mang về cho đại ca. Ê, Phong huynh đệ, không phải là ta không tin đâu, nhưng mà họ biết đệ không có nội lực, cũng muốn đệ đi tỉ đấu kiếm pháp. Bên trong chắc chắn là có vàng cả, không thể cho đệ đi mạo hiểm được. Nếu mà chỉ vậy thôi để đệ từ chối cho. Không có được đâu, người trong giang hồ nói chuyện thì phải giữ lời hứa, không thể nào nói ngược được. Nè Mai nhị trang chủ, ta có chuyện bàn tuyên với Phong huynh đệ một chút xíu. Được, mời. Nè, không ngại nói cho đệ biết, lần này đưa đệ tới Mai Trang tầm y thật sự là gạt đệ đó thôi. Ta tới Mai Trang để muốn tìm cơ hội được cứu một người bạn. Ông ta bị hãm hại, giam ở tại Mai Trang. Ta nghĩ chắc chắn họ muốn nhờ ông ấy so tài với đệ đó. Tình hình chi tiết sẽ nói rõ với đệ sao. Nhớ kỹ, trước khi tỷ đấu, trao cái thư này cho người tỷ võ. Đừng bao giờ cho Mai Trang thứ hữu thấy được nha. Biết rồi, đại ca yên tâm đi. Được rồi, Phong huynh đệ, cẩn thận nha. Dạ biết. Thật sự không ngờ trong Mai Trang lại có cái chỗ ẩn khuất tới như vậy. Phong huynh đệ, đậu phía trước. Phong huynh đệ. Phong huynh đệ, cuộc so tài lần này đây anh em chúng tôi không tiện có mặt được. Chút nữa tụi mình vào trong đi. Còn nữa, trước khi vào trong đó, Phong huynh đệ hãy nhớ kỹ giùm cho hai điều nha. Xin hãy nói. Điều thứ nhất, cuộc so tài này không cần biết ai thắng ai bại.
không được nói với bất cứ ai biết nha. Bao gồm có đồng tiên sinh nữa. Ừ. Dạ được. Còn nữa, đừng bao giờ quên những gì chúng ta đánh cá nha. Ờ, thì bốn món báu vật đang ở chỗ này nè. Nếu như tôi thua, tôi sẽ dâng lại cho các người. Xem ra trận ngày đây tôi thua nhiều thắng đứt rồi. Phong lão đại, thêm nhường quá đi. Mời, mời. Mời. Phong lão đại, mời. Phải là người của Mai Trang. Giảng bối là phong nhị của phái Hoa Sơn. Nghe nói tiền bối kiếm thuật cao minh, hy vọng được sự chỉ điểm của tiền bối. Đồ ngốc, bọn nó mới người tới đây để mà chịu chết đó. Tiền bối, cái này là do Hướng Kiếm Thiền, Hướng Đại Ca nhờ tôi mang tới đây cho tiền bối đó. Ha ha ha!